Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với chế độ của mình. Và mình là Ghéo Đào Tạo đây. Úi xài, anh em có nhìn thấy con nhân vật mình đang cầm trên tay cái vũ khí gì không ạ? Tesla đây anh em ơi. Lâu quá rồi mình chắc mình chả chơi mấy cái cây Tesla, mấy cái dòng MG nặng nặng mà địch bệnh súng nó bắn điếc hết cả tay ở trong chế độ zombie rồi anh em nhỉ. Hôm nay ra lớp skin mới đem vào kịch chơi anh em ơi. Chưa gì mình đã thấy một cái sự ồn ào ở cây này rồi đấy. Úi dồi ôi, đam rất to nha. Thấy cái dòng Tesla này, cái này không phải Tesla anh em ạ, cái này là M249B à. Tesla đã phải có điện các thứ cơ. Kìa, ôi dồi ôi, ông kia cầm sáu đồng VIP, à sáu đồng vàng ạ, ven mồm anh em ạ. Thời này ai cầm sáu đồng vàng bao giờ không? Dã chết tơ ạ, bố láo thật sự. Không xếp anh tơ ra cái hệ thống công danh gì hết. Nhồi 6 cái đồng vào mồm anh ý. Hay quá anh tơ ơi. Đồng zombie ở đấy. Được bắn anh em ơi. Đông. Úi dồi ôi. Music kill. Ôi dồi ôi, vào đầu kìa. Unbelievable. 5 kill. Ôi dồi ôi ôi ôi. Làm gì, mấy zombie nó làm gì? Ôi cái này bắn zombie đó. Cái gì vậy, nó còn nhảy đến đầu mình, chém mình mất giáp nữa kìa. Hư cấu. Ngon anh em ơi, multi. Nào, gài đạn cái. Đến đây. Úi dồi ôi, vào vị trí anh em ơi, ngon quá, vào vị trí. Lần này chỉ bắn thôi chứ không cần làm gì hết. Rồi, mình zombie đâu hết rồi, thế nào. Bắn luôn anh tờ vậy. Vẫn còn multi anh em ạ. Phải quá. Hết zombie rồi nhỉ. Cái bạn kia chạy qua đây luôn đi, mình hai game mình thẩm du là hết sảy có 37 không. Ôi dồi, gặp anh tơ. Ôi dồi, anh này đi. Anh chạy đi mặt vào mặt mình cho mình bắn này khổ không nhỉ. Vẫn còn multi anh em ạ. Vãi cả nồi, nhân rồng, nhân rắn, hai chân, hai tay. Multi lòi mồm quá. Úi dồi ôi, nó trâu. Rồi xong rồi, mình tính toán sai lầm rồi. Không sao, mình vẫn còn thể sửa sai được. Làm sao? Chậm lại! Ăn cái định công anh! Cay thế nhờ! Chứ bóp chậm nó không chậm lại kìa! Biến zombie rồi! Ném nó rồi bị chậm lại chứ cay! Bệnh nhầm một pha! Mù hết mắt ạ! Và đấy mình tính, mình tiếc trái bom chậm! Trời ơi! Trái bom dễ thương này tiếc quá! Nó kích mày kìa! À đồ! Ôi thôi xong rồi! Anh ơi nhẹ tay! Mấy anh em ơi nhẹ tay! Ok, tiếp tục anh em ơi. Vâng, tiểu nhị tiễn khách. Mời bạn cút ra ngoài phòng về đền mệnh cái tội thẩm du mà không rủ dê anh em. Thẩm du một mình là trái phép đấy. Ai chờ thật. Công nhận lâu lắm mà không bắn cây Tesla. Mình cứ tưởng nó bị đép đam đi này như nào rồi. Nhưng mà mình thấy đam của nó bắn rất là khủng khiếp anh em ạ. Một cái điểm trừ của cái cây Tesla này đó chính là đền mệnh bắn ồn quá. Mỗi lần bắn xong là không nghe tiếng chân, tiếng còi và zombie nó móc đâu. Ôi con tá. Ê, chị hồi máu như nhà mình vậy. Đấy, bắn lâu giật vào đầu đam to vãi nồi. Em xin. Chạy đi đâu? Ngon. Chạy. Bình tĩnh bạn ơi, cho dù bây giờ bạn có thiên biến vạn hóa, rời cũng không thể cứu bạn ở cái pha này đâu. Thiên biến vạn hóa này cho vạn kiếp định bệnh xem tivi luôn chứ. Double kill vận chiến này anh em ạ. Ngon quá. Ôi cái hàng đi tới tận mồm này. Không ăn thì phí. Ăn luôn. 3 kill vận chiến luôn anh em ạ. Ngon quá. Ai à, lại có anh mập đây này. Nào, làm cái nhẹ không anh. 4 kill vận chiến nào. 4 kill vận chiến. Ngon tê nhở. Việc nhẹ lương cao cứ xách Tesla đi. Ê, mạch bà Z bình tĩnh thôi, nhẹ tay thôi. Zombie em đang lưu như vậy mà mạch bắn tình quậy sắp lờ đó vậy. Úi nổi sinh xong đít đấy chứ. Ôi dồi, gặp bố tơ ngáo mà mày quá. Và đấy cha nội đấy mà sờ hít cơ mông định quậy đuổi theo mình hơi căng đấy. Và biệt đội thẩm du trên kia rất căng thẳng. 2, 3, Z 3, 6 đồng lên tới mèo được. Cứ vào đây kiếm xem lấy một cái trận chiến nào. Ai chà, quan già ngõ hẹp quá nhờ. Nào, sao nào cái trận chiến anh em ạ. Một trận chiến hết sạch zombie luôn kìa. Ai nổi thật.
thêm thằng ấy là 6/9 là ngon rồi. Tờ quá hay. Tờ hay mà, F12 cần nồi. Vâng, anh Tơ, anh biến Tơ, anh tự khen anh hay. Đây là dấu hiệu của việc tự kể định mệnh giai đoạn cuối anh em ơi. Quá hay cả nồi ông biến Tơ. Cảm ơn đi. Định mệnh mấy thằng kia tấu hài đấy. Một flash. Ấy cây này chỉ sợ mấy con đi tán nó móc thôi anh em. Vì cái cây này mình bắn một tí mình ham bắn kiếm kill á. Mấy người ta nó móc nhanh cái là coi như là không nghe tiếng chân tiếng cò gì là xác định luôn. Ui bắn xuyên làng khói. Anh em phải nói là đam nhảy lên rất dữ dội. Ê bạn ơi, ôi giời ơi, đấm luôn nè. Lũ chó kích tao nó đấm chết anh Cường, quá cần nồi. Vâng chắc thanh niên này, ôi đất thần trưởng chắc bị kích nhiều rồi đấy, mới đặt tên cái kiểu này đấy đấy. Ui đam kìa. Nó phải gọi là ông tổ trong lòng trong dòng sóc đam. Có mình zombie trong này này. Wow, quá luôn chứ. Ngại gì đâu. Em có ngại gì đâu. Ui dồi, đàn nó to. Ôi, xinh. Máy nó không mất giáp. Ui, vô lý vậy mất giáp kìa. Ôi. Amazing. Lại đây, mình zombie non này không tính tiền nhá. Ui ôi. Cái nồi thế hai phiên đầu chết kìa. Không tính tiền. Rồi xin bên trái mình luôn này. Đấy, nó xin cái này luôn đấy, dụ nó vào nhà. Cái đỉnh cổng mạnh vẫn bị nhặt cái RBK, cay thế. Ê, nhân phẩm tốt nha, nhặt cái RBK này nhân phẩm tốt nha. Không đùa được nha, vẫn còn multi nha anh em. Tôi đâu? À, trận cuối tôi out rồi. Quang game rồi, zombie quang game rồi, vâng. Chiến binh nó đè đầu nhau thì mình nó thủ trên kia thì vâng, zombie giờ lên được. Sáu lòng VIP luôn, đứng giữa đường nó săn thế này thì anh ơi ăn gì em cúng rồi thôi, anh xác định rồi. Anh ơi, anh bố láo này, bố láo này. Không biết vị trí zombie cũng đứng giữa đường spam đạn. Không tin được. Thôi, cái làm gì là cay thế, lên đây làm gì, giết mình thẩm du kìa. Ui dồi ôi. Bắn anh diệt không lết được luôn này. Lết đâu. Ui, bắn cái phê quá anh em ơi. Cái trái bị em tỉnh lắm anh ơi, anh còn nấp à? nấp này. Ok, tiếp tục anh em ơi. Wow, cầm cái Tesla thủ dâm sướng thật anh em ạ. Đúng là ông hoàng trên dòng MG một thời 2014-2015. Bắn vẫn phê như ngày nào. Ê, cái gì đấy, ê. Đồng chí đấy. Ôi ôi ôi. Quá cả nồi. Fury God ngụy trang anh em ạ. Nhân vật 50 triệu đem đi ngụy trang. Hello. Ê, Đinh Bạch. Chí nhờ. Thanh niên có cái hình xăm như vậy. Còn bên này thì đang đạp đầu nhau để thẩm du. Vâng, cái phòng mình không xem gì ra cái hệ thống công tác gì đấy. Vâng, cái hình xịt bóng tối với con nhân vật Fury God nó lại hợp lý anh em ạ. Bây giờ mình mới biết đấy. Vâng, đặt tên hết sức cục xúc. Con cá. Từ từ. Thế mình mà không mình làm zombie mình chứ ngạc. À nó thằng kia bị phát điện, thằng kia đi rồi. Cầm A12 luôn anh em ạ. Đúng là Dubai thần trưởng. Cầm A12 đi săn luôn. Anh ý là dân chơi rồi. Thế lại có tít le rồi. Fury God ngụy trang. Ủa, nhưng mà công nhận cái hình xịt nó giống nhở. Được đấy nhở, khi nào mình cố gắng mượn lại Fury God của anh em nào vô làm ngụy trang như vậy cũng hay đấy. Chí thật. Sao ông ý có thể nghĩ ra một cái mưu kế này mày. Cầm Fury God ngụy trang đen trắng như thế này nhở. Hợp lý. Ôi bạn ơi lại chơi game, lại còn quăng game này. Anh em zombie quăng game quá. Ở phía thằng Tơ này không quăng game cũng nản anh em ạ. Anh heo ghim này có vẻ là cầm M60 nhưng mà vẫn thủ rất tinh tế. Nào. Bắn MG nhưng mà vẫn bắt phốt được sau được. Hay đấy. Vô không? Mày vô không? Ấy à. Mày vô không định bệnh. Thôi xong rồi, zombie giờ tỉnh quá. Chém cái đấy, phải trả đam này mất cái giáp ngay. Ok,
Đâu anh Fury God rồi, anh Fury God rồi, được vậy anh Fury God hay meme anh ngụy trang lắm nhá. Anh em để ý Fury God. Nhưng mà cầm cái con nhân vật đặc biệt nó vô ngụy trang cũng không ăn thua lắm anh em ạ. Kiểu cả phòng có để ý. Ngụy trang chắc được một trận cái ao luôn. Đâu rồi? Không thấy anh ấy ở đây nữa nhỉ? À, mình thấy anh Sâm của anh ấy rồi nhưng mà không thấy anh ấy đâu. À đây là thanh niên cầm A12 đứng giữa đường giữa chợ. Vâng. Dân chơi hệ cầm shotgun đi săn. Hay quá anh Việt ơi. Đấy em cho anh giết nó ở kia đấy. Ấy đúng rồi. Đấy phải đông zombie lên tí chơi game mới vui chứ. Sorry bé bông nhá. Úi dồi đặt tên này mang tính chất định mệnh cú có gai. Bắn nó. Úi dồi ôi nó lại là 4 kill. Đứng trên này dã hết anh em ạ. Phê quá. Hỏi sao mấy ông lại không thích thẩm du. Phê thế này mà không thẩm du sao được. Đây mấy ông đi săn định mệnh bị mấy ông thẩm du két hết. Đi có cay lắm. Ôi rồi ôi 6 kill kìa. Có phần multi nha. Ui không multi được kìa. Hay nhỉ. Không multi được kìa. Ôi 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 đồng thế. Ui đồng quá đồng quá đồng quá đồng quá. Kìa ôi trời ơi mình mới sổng ra có tí rồi nó có lên bóc rồi nhanh quá nhỉ. Ui đứng trên này được bắn anh em ơi, trận này được bắn anh em ơi. Ok quá. Bạn thử quay cướp vòng 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 vòng. Rồi nhà có đạn mà anh em ơi. Đâu có gì ngoài đạn đâu, mình phải xấy sắp mặt lờ bằng zombie thôi. Không có tá đúng không? Ừ, có tá nhưng mà tá móc cái là bị bắn ngay. Móc của chúng tôi này. Hai cái xó đồng đây mà. Thủ là tốt nha, thủ là tốt nha. Anh em thủ căng quá. Hay quá anh em ơi. Đâu kìa anh em ơi, bắn nó. Hay quá các baby. Ui giời ơi, hay. Phải thủ được đấy. Ok thôi, chắc clip của mình cũng đến đây thôi nhá. Bye bye anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo. Can't have one without the other.